60 là độ tuổi nghỉ hưu của đa số người lao động. Nhưng ở tuổi 63, ông Nguyễn Văn Hồng vẫn miệt mài mỗi ngày trên những công trình. Nắng trưa gay gắt phủ lên da của người đàn ông tuổi lục tuần này một màu nâu sậm. Các nghề phụ hồ nhọc nhằn làm hằn lên những vết xước trên đôi bàn tay và gánh áo cơm thì trĩu nặng trên vai. Tiền công một ngày của ông được 200.000 đồng, chi tiêu một mình thì đủ, nhưng chi tiêu cho cả gia đình với người vợ mang trong người đủ thứ bệnh và đứa cháu thơ thì khoản tiền ấy chẳng thấm vào đâu. Bà Triệu Thị Bế, vợ của ông Hồng, nhiều năm trước có nghề bán xôi, ngày nào cũng bán đắt hàng nên gia đình có thêm đồng vào đồng ra. Nhưng từ ngày bà đổ bệnh, việc đi lại vô cùng khó khăn, sinh hoạt hàng ngày phải có người trợ giúp, thì cuộc sống gia đình cũng lâm vào cảnh khó khăn. Sống cùng ông bà là đứa cháu ngoại Đặng Hoàng Phúc. Cha mẹ của Phúc ly hôn từ khi em còn rất nhỏ. Mẹ rời quê đi Đồng Nai làm công nhân. Phúc được ông bà bảo bọc cưu mang là niềm vui, niềm tự hào của đôi vợ chồng ở tuổi xế chiều. Hoàng Phúc là ở chung với ông bà ngoại như vậy là từ lúc nào rồi hả chú? Về đây là 4 tuổi, là chú nuôi luôn tới bây giờ, ăn học tới bây giờ luôn đó. Lúc mà nhỏ như vậy thì mẹ cũng đi làm công nhân, gửi tiền về thì chắc ông bà ngoại cũng phải phụ thêm nhiều chú ha. Lúc đó là tiền bạc thì công ty nó chưa có gửi gì kịp. Thì ông ngoại phải chịu thôi, phải cài lo cho cái cháu đi học. Như đồ đạc, dép giày, xe cổ hư thì ông ngoại phải lo từ A tới Z lo. Bánh xe hoặc cái gỗ xe hư này kia là ông ngoại sửa cho không, chứ đâu có xe đâu đi học. Có một cái cũng niềm vui của mình là cháu mình học cũng giỏi ha chú, cái đó là niềm tự hào. Là chú rất là vinh hạnh lắm, lúc chú đi xe nó hư rồi chú đi làm về đó rước cậu ta đi ra trường nghe, trong chuột chạy ra mà lúc đó trường ngập nghe, chạy đúng ông ngoại ơi, con được lãnh thố ông ngoại ơi, thấy muốn khóc, thấy cháu ra nghe. Đặng Hoàng Phúc là học sinh lớp 12C1 của trường Trung học Phổ thông Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề. Trong một lớp có đến 43 học sinh, Phúc để lại nhiều ấn tượng với thầy cô và tập thể lớp, không chỉ bởi thành tích học tập tốt mà còn bởi sự nhiệt tình, hòa đồng và tinh thần sẵn sàng hỗ trợ bạn bè khi cần. Đang ở năm cuối cấp, trước mắt là kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia. Những cơ hội mới mở ra trước mắt cậu học trò này. Đi cùng với đó cũng là những thử thách mà em cần phải vượt qua. Em Phúc rất là ngoan và có cái tinh thần vượt khó rất là tốt. Và học tập thì rất là chuyên cần. Và kết quả là từ tiểu học cho đến lớp 12, học kỳ 1 của lớp 12 thì em đều là học sinh giỏi. Trong lớp thì em Phúc rất là ngoan và luôn luôn được bạn bè thương mến. Với cái tinh thần mà biết vươn lên vượt khó đó thì ngoài cái tinh thần đó thì em đối với bạn bè thì rất là chan hòa. Hiện giờ là Phúc đang học ở lớp 12, cái năm cuối cấp. Với những cái kiến thức của năm học này đối với em thì nó có mang lại một cái áp lực nào không? Và mình đã có một cái mục tiêu cũng như là mình xác định được cho mình cái mục tiêu cho cái thời gian sắp tới chưa? Chứ em thấy cái chương trình 12 thì cũng không quá sức đối với học sinh nếu mà bản thân cố gắng chăm chỉ học tập. Và em cũng đặt ra mục tiêu cho mình là phải quyết tâm đổ vào trường đại học mà mình mong muốn. Em sẽ cố gắng và cố gắng thật nhiều hơn nữa để hoàn thành được cái mục tiêu của bản thân mình. Có điều gì khiến cho Phúc còn băn khoăn, còn lo lắng trên cái con đường mà thực hiện mục tiêu đó của em không? Dạ, kinh tế gia đình là một trong những trở ngại đối với em. Nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái mục tiêu của em. Với cái điều kiện kinh tế cũng gặp nhiều cái khó khăn như vậy thì nó đã từng khiến cho Phúc cũng dao động với cái chuyện đi học. Dạ, điều đó đã khiến em dao động. Việc lựa chọn học tiếp đã có lúc em từng nghĩ là mình phải nghỉ học để phụ giúp mẹ cũng như gia đình. Nó làm lung lay tới cái ý chí của em trên con đường mà tiếp bước đến trường. Nhưng cuối cùng thì mình vẫn tiếp tục việc học và duy trì nó tới ngày hôm nay. Cái điều gì nó đã giúp cho em suy nghĩ lại về cái quyết định dừng học lúc đó và đã tiếp tục cái chuyện học cho tới bây giờ?
Và sau đó thì em nhận ra là chỉ có học tập là con đường để đưa cho mình đến thành công, cũng như là phát triển kinh tế gia đình, cũng như là sau này phụng dưỡng ông bà và giúp đỡ mẹ để lo cho mẹ em sau này. Có thể thấy được là bản thân Phúc, mặc dù là mình cũng sẽ có những cái lúc mình dao động với cái chuyện là đi học tiếp khi mà hoàn cảnh gia đình mình cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng mà em cũng đã kịp suy nghĩ lại, đã quyết tâm nhiều hơn với chuyện học. Và hy vọng là cái sự quyết tâm đó của Phúc, những cái cố gắng này của em, nó sẽ giúp cho em có thể là đạt được cái thành công như là mong đợi của mình. Ngoài thời gian đến lớp, Phúc đảm đương phần lớn việc nhà, bởi bà ngoại mang nhiều bệnh, di chuyển vô cùng khó khăn. Quét dọn nhà cửa, giặt quần áo hay nấu một bữa cơm tươm tất, chẳng việc gì làm khó được em. Ông ngoại vất vả mưu sinh ngoài công trường, Phúc trở thành chỗ dựa cho bà ngoại trong những sinh hoạt hàng ngày. Bởi thế mà trên hành trình chinh phục ước mơ đại học của Phúc, có một phần băn khoăn rất lớn khi nghĩ đến việc phải rời ông bà để tiếp tục chuyện học hành. Và một trăn trở nữa trong lòng cậu học trò này chính là gánh nặng kinh tế dồn trên vai những người thân. Với sức học của Phúc, chuyện đỗ đại học là điều có thể vững tin, nhưng khoản chi phí cho những năm đại học là áp lực lớn đối với đồng lương công nhân của mẹ và tiền công làm phù hộ của ông ngoại. Nhận biết được thách thức mình sẽ gặp, Phúc chọn cách đối diện chứ không từ bỏ. Học tiếp, nỗ lực hết sức để học, bởi em tin rằng đó là lối ra duy nhất cho tương lai của chính em và cũng là cách để em đáp đền tình yêu thương và kỳ vọng của ông bà, của mẹ đã dành cho. Chương trình Tiếp bước đến trường kỳ này trở lại với trường Trung học Phổ thông Định Hội Thượng để trao một suất học bổng cho học sinh của nhà trường. Đó là em Đặng Hoàng Phúc, học sinh lớp 12C1. Sau đây thì xin mời đại diện trường sẽ trao suất học bổng ạ. Dạ, mời thầy ạ. Nhà trường rất trân trọng và cảm ơn Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng, Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Sóc Trăng, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Sóc Trăng đã có những cái suất học bổng rất thiết thực, rất ý nghĩa, giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Đối với em Đặng Hoàng Phúc thì thầy mong rằng suất học bổng này sẽ là nguồn động lực rất lớn, giúp cho các em có thêm động lực, thêm sức mạnh phấn đấu học tập thật tốt, vượt qua những khó khăn để hoàn thành cái bước đường sắp tới thành công. Đồng hành với chương trình hôm nay thì có sự quan tâm từ phía Hội Khuyến học nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp cũng như là tập thể lớp 12C1 cũng dành những phần quà cho em Hoàng Phúc. Dạ, xin mời ạ. Thay mặt Hội Khuyến học của nhà trường, thầy có một phần quà gửi cho em và xin chúc mừng em nhận được cái học bổng Tiếp bước đến trường để thực hiện cái ước mơ trong thời gian tới. Đây là một cái món quà đối với em Phúc mình nghĩ rất là lớn và rất là trân trọng. Khi nhận được cái quà này thì cô cũng mong là em sẽ sử dụng cái quà này nó cho nó đúng mục đích trong cái việc học tập của mình, và em sẽ cố gắng phát huy hơn nữa để đạt cái thành tích cao cũng như là đạt được cái ước mơ của mình em nhé. Em xin chúc mừng bạn đã nhận được suất học bổng này. Thì em nghĩ là những phần quà nhỏ nhỏ của em cũng góp phần nào cổ vũ động viên tinh thần của bạn trong quá trình học tập. Thì em hy vọng là bạn sẽ thành công hơn trong thế này. Dạ. Em cảm thấy rất là vui mừng. Dạ, em xin cảm ơn các đơn vị tài trợ cùng với những thầy cô đã luôn quan tâm và giúp đỡ em trong quá trình học tập. Em xin hứa là em sẽ sử dụng cái số tiền này vào mục đích học tập và để thực hiện được ước mơ của em. Chương trình Tiếp bước đến trường kỳ này cũng xin khép lại tại đây. Xin gửi lời cảm ơn đến Hội Khuyến học tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng, Trường Trung học Phổ thông Lịch Hội Thượng, tập thể lớp 12C1, giáo viên chủ nhiệm và đặc biệt là Hội Khuyến học nhà trường cũng đã dành sự quan tâm cho em Đặng Hoàng Phúc để em có thể vững vàng hơn trên con đường học tập. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào 18 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh STV1. Quý vị có thể xem lại trên trang web thst.vn hoặc trên YouTube Truyền hình Sóc Trăng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.